Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở xã Si Thâu Chải, thuộc huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu. Thì hôm nay ở đây đang tổ chức các giải đấu thể thao mạo hiểm như nhảy dù. Như các bạn thể thấy đây, nhảy dù. Và kèm theo đó là các lễ hội ẩm thực, trang phục dân tộc của các đồng bào dân tộc địa phương. Hãy cùng mình theo chân mình để khám phá, trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm và văn hóa dân tộc ở đây nhé. Lai Châu vẫn còn là một cái tên xa lạ so với những tỉnh thành nổi tiếng như Hà Giang, Sơn La hay Lào Cai. Thế nhưng không vì thế mà nơi này thiếu những điểm check-in đẹp. Ngược lại, Lai Châu cũng có những bản làng yên bình, thơ mộng, thích hợp là điểm dừng chân cho những du khách có tâm hồn lãng du. Ngoài ra, khi khám phá bản Si Thâu Chải, đây là một bản làng đang ngày càng phát triển về du lịch cộng đồng. Chỉ một lần ghé đây, bạn đã có thể cảm nhận được vẻ đẹp và nhịp sống của người dân Tây Bắc. Si Thâu Chải thuộc địa phận xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển. Ngôi làng này tập trung hơn 60 hộ dân và toàn bộ là dân tộc Dao. Đến đây, bạn sẽ được nhận những nụ cười chào niềm nở, được hướng dẫn tận tình khi muốn khám phá trọn vẹn vẻ đẹp và văn hóa của bản Si Thâu Chải. Hôm nay, ngày 25 tháng 11, địa phương tổ chức tuần văn hóa du lịch để quảng bá, giới thiệu những nét đẹp, phong tục tập quán, truyền thống của các đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chúng ta vừa vào khu nhà văn hóa người Mông và đây là cối xay ngô. Cối xay ngô dân tộc Mông. Còn bên này sẽ là các loại gạo địa phương, các loại hạt, rau, củ, quả, mật ong do chính những người dân địa phương tự trồng trọt và lấy về. Mọi người và khách du lịch đang cùng nhau chung tay để chuẩn bị bữa cơm trưa. Chúng ta sẽ sang khu vực khác để xem các nhà văn hóa của các đồng bào khác xem như thế nào. Khu vực này mình cũng đã từng quay video. Hôm đó thì đi khám phá khu thác Tắc Tình và tiện trên một cung đường nên mình đã biết tới nơi này. Hôm đó thì phong cảnh đẹp hơn, dưới thị trấn thì nắng ráo, còn khu vực trên này thì như thiên đường vậy, mây mù mờ mờ ảo ảo. Các bạn có thể vào kênh của mình và tới danh sanh phát để có thể ngắm nhìn con thác tuyệt vời và chân thực nhất nhé. Các bạn có biết tại sao mà trước những ngôi nhà của họ như này lại có một cái bàn thờ giống như kiểu bàn thờ thần tài của mình không? Đây là khu vực dân tộc Lào. Bỏ tay ra. Tắt luôn. Đấy, tình cảm vào. Hai vợ chồng á? Hai vợ chồng anh ấy biết rồi. Đấy. Mấy cô dưới kia, mấy anh ở dưới kia kia anh biết đấy. Không, không, không. Anh ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đây là trang phục của dân tộc Lào, rất là đẹp đúng không ạ? Và có lẽ cái bạn gái này thì là khách du lịch rồi, nhìn trông lạ lắm. Hôm qua thì ở đây có trình diễn lễ cưới của dân tộc Giấy.
và trình diễn lễ cầu mùa của dân tộc Lào. Nhưng mà bởi vì mình không lên kịp á, nên là mình hôm nay mình chỉ có thể giới thiệu cho các bạn được không gian, các nét văn hóa của mọi người, của đồng bào dân tộc địa phương ở đây. Và có lẽ là hôm nay sẽ có trình diễn thêm một cái lễ nữa, đó là lễ tụ cải của dân tộc Dao. Thì mình xin phép là được dành riêng một video khác để quay toàn bộ quá trình lễ tụ cải. Lễ tụ cải của người Dao là bắt buộc phải có trong cuộc đời của người đàn ông. Người Dao quan niệm là ai muốn được công nhận là con cháu của bản vương thì phải qua lễ tụ cải, để khi mất đi thì linh hồn của mình được quy tụ về đất tổ. Và nói ngắn gọn thì đó là lễ trưởng thành của một người con trai trong dân tộc người Dao. Khu vực này thì là khu vực nhà văn hóa của đồng bào các dân tộc Lự. Các cô, các chú đang ngồi thổi khen và hát cho nhau nghe đây. Trang phục thì cũng giống như kiểu là trang phục của dân tộc Lào nhỉ. Xe sợi à? Cái này em lăn để nó tròn tròn ra mới mới kéo ra sợi. Rồi, đây em qua làm trước. Làm trước cho anh chị. Cái này là xe thành sợi chỉ xong là để khâu đấy. Cái bên này là đầu tiên à? Cái này là sau khi mà thành sợi xong là làm cái này ạ? À? Đây vẫn là thành chỉ. Đây là một quá trình để có thể là hình thành cái trang phục dân tộc riêng của mỗi đồng bào dân tộc. Em đi nhờ tí nhá. Còn khu vực bên này là không gian văn hóa dân tộc đấy.
Mấy tháng này mà. Đây à? Đây là con dâu của chú rể. Để tổng giấy cháu đi nhờ một tí. Ôi, bác có trang phục đẹp thế. Chùa dân tộc, dân tộc Mông ạ. Đây là trang phục dân tộc của gì? Mua sừng hồ đó, của người Dao may. À. Đi chợ sừng hồ xong thấy bà mua áo này. Trang phục của chị là của Dao à? Trang phục của Dao. Trang phục của Dao đẹp kìa. Trông đẹp kìa. Ăn thử món chăn bông ở trên này. Giờ mình ngồi đây thưởng thức vài tiện xịt nướng. Ở trong kia người ta mời rượu rất là nhiều. Nhưng mà chiều mình phải đi về mất rồi. Nên là không không thể mà vào đấy lai dai cùng các bác được. Rất là thèm. Nhưng mà đi có một mình buồn thật. Đi có một mình nên là phải lái xe. Nên là không thể nào vào ngồi uống rượu cùng các bác được. Và giao lưu vài chén rượu ăn các đặc sản ở trên này. Nhưng mà không có được rượu. Đã vào mâm ở trên này mà không uống rượu thì không được. Văn hóa nó là như vậy nên là dạ cho em xin cái xiên nhiều mỡ lúc nãy này. Vâng. Nhiều mỡ. Xiên đấy được chưa? Không được. Xiên nào chín thì cho em trước một xiên đi. Chưa xiên nào chín ạ? Sắp chín rồi. Vâng. Em ngồi đợi tí cũng được mà. Vâng. Thế là trang phục của mình là trang phục dân tộc giấy à? Dân tộc Dao. Nhưng mà dân tộc Dao sao lại ngồi ở nhà văn hóa dân tộc giấy? Cái đấy là thuê nhà của dân tộc giấy. À, được. Cảm ơn này hai lon bia nha. Khói quá. Bám hết khói vào người rồi. Trong kia là đang cái gì đây? Cưới xin gì hay là cái gì thổ kẹt ghê thế? Đấy là đám gì đây? Đám gì? Đám gì mà nghe kèn trống sợ thế? Em có biết không? Trong đấy là đang thổi kèn gì đấy? Về cái gì đấy? Em không biết à? Cái đấy là ở đây thì cái có cái kèn nào thì không biết. À, nghe sợ thế nhỉ? Nghe sợ lắm. Người ta mất nhỉ? Chúng người ta kể nghe sợ thật. Tí nữa bảo là 3 giờ có trình.
có cái tái hiện lại cái văn hóa dân tộc của gì đấy, có phải không nhỉ? Hôm hôm qua có không ạ? Ở, có là ở đâu hả chị? Nó diễn ra ở đâu hả chị? Dạ. Ở ngoài cổng á hay là ở cái bãi có mấy cái cây lớn đấy ạ? Cái bãi đang đi xúc cái bãi mới ấy, lớn nhá. Vâng. À, có chấn với xe là của em. Cái gì? Xe là nhà em đấy nhỉ? Đây. Rồi. Thôi đây, xiên nào ở đấy chín rồi thì cho em được. Đó cái xiên cải kia chín rồi hay sao đấy? Không, đấy đấy. Chín chưa? Chưa không em ăn sống em đau bụng thì sao? Chưa đấy. Toàn là mỡ không, chắc là chín rồi chị ạ, chắc là chín rồi. Phun mỡ nha các bạn, mỡ nhưng mà thịt lợn bản trên này nên là không ấy nhá. Này mà có ít lá gì nhỉ, lá nhộn ăn nhá thì tuyệt vời. Rồi các bạn nhá. À, ngọc. À, thịt lợn cuốn rau cải. Nó có gia vị như là chẩm chéo. Ăn có một cái nét rất đặc trưng, ngai ngái của rau cải sống và vị thơm của thịt. Một ít gia vị chẩm chéo nhé. Rất là ngon các bạn. Ăn khác xa cái thịt nướng ở những chỗ khác. Thịt nướng ở những chỗ khác này phải chấm thì mới có vị. Nhưng mà thì đây ăn chấm thì mất vị. Rất nhiều mỡ. Hơi ngây ngấy. Nguyên quận. Rất là ngon. Nhìn nó đơn giản. Nhìn nó đơn giản như thế này đâu. Thịt. Có rất là nhiều nhưng mà các bác ở trong kia lấy hết rồi. Mình thử đi vào trong nhà văn hóa tập dạy xem họ đang biểu diễn cái gì đó. Tối quá. Đang ăn nhậu quá. Vừa ăn nhậu vừa thổi kẹt. Nghe hơi sợ. Vừa làm xong vài xiên thịt các bạn ạ. Thì đợi một chút nữa thì sẽ có một cái lễ tái hiện lại một nét văn hóa dân tộc. Hình như là lễ cưới thì phải. Thì đợi một chút nữa mình sẽ dẫn các bạn tới khu vực đó nhé. Cái đằng này các bạn đang ở chỗ không gian văn hóa của dân tộc Lự. Họ đang nhảy múa rất là vui đấy. Thank you.
Mấy em đang mặc trang phục của dân tộc gì đấy? Mông. Rồi mông hả? Đây này. Này là hoa giả chứ nhỉ? Hoa giả. Hoa giả đó. Hoa giả nhưng mà đẹp. Long lanh giữa đại ngàn. Phía bên đây là trang phục dân tộc Thái. Trang phục dân tộc Thái. Rồi, cá hồi. Năm miếng bò mà. Cái cốc này đẹp. Cốc này đẹp. Đó, các trang phục dân tộc. Các trang phục dân tộc. Túi đấy. Túi là túi hàng hiệu bán ở bên Nhật rất là nhiều đấy. Túi con cò. Mình tính theo ấm thì ấm có thể 3 đến 2 đến 3 cốc. Có đủ cái gì mà đóng lên. Đem nhá. Họ bày bán á. Xong là ấy như kiểu là một ngày Tết ấy. Rất là đẹp. Khu vực phía bên này thì có lẽ là khu vực nhảy dù rồi các bạn ạ. Chắc là sắp diễn ra rồi. Wow. Các vận động viên. Các vận động viên đang chuẩn bị đồ đạc. Là bãi dù. Rất đông. Rất nhiều các vận động viên đến để thi đấu. Tụi trẻ con đi chơi. Kịt khẩu, kịt khẩu là ăn cơm các bạn. Kịt khẩu là tiếng dân tộc Tây. Sao bên này bình ngược sáng.
Rất cao, rất cao và rất đẹp. Không biết là bước sáng thì các bạn thấy không? Chúng ta sẽ đợi ở đây một lát để trải nghiệm xem các vận động viên chuẩn bị thi đấu nhảy dù như thế nào. Trong thời gian chờ đợi này, mình sẽ đi kiếm một chút gì uống. Không biết trang phục này là trang phục của dân tộc gì. Chị ơi, trang phục của mình là trang phục dân tộc gì đấy? Người Dao à? À thế ạ. Xem em thấy có chị, mấy chị ở dưới kia mặc trang phục lại khác nhỉ? Nó có nhiều màu ạ? À? Nhiều màu sắc ạ? À? Dao tuyển ạ? Dao trắng ạ? Dao trắng và dao tuyển ạ? À, lại có hai dân tộc Dao khác nhau ấy. À thế ạ. À, cảm ơn nhé. Đúng đẹp. Con người rất là đẹp. Phong cảnh cũng rất là đẹp. Bà đi lên tận đây. Gió to đấy. Anh ơi, cái đầu đấy thấp xuống. Thấp xuống phía dưới. Anh chị nhà mình nhấn cho ngoài nữa là ra ngoài của em đấy. Ở đây có mấy người đây. Toàn cảnh nhảy dù này đều diễn ra ở xã Xì Thâu Chài, huyện Tam Đường, thành phố Lai Châu. Đó, các bạn có thể thấy thung lũng phía dưới này là toàn cảnh thị trấn Tam Đường. Toàn cảnh thị trấn Tam Đường rất là đẹp. Chỉ tiếc rằng trong cuộc thi đấu nhảy dù lượn hôm nay thì thời tiết lại hơi mù một chút. Các bạn thấy không? Có vận động viên bay lượn trên không. Cảm giác thật là
Cảm giác thật là mãn nhãn luôn. Ê chưa? Rất đông. Cậu kia bị rách dù. Nguy hiểm thật. Rất nguy hiểm. Rất là chill nhưng mà cũng rất là nguy hiểm. Gió ở dưới này thì rất là lồng lộng. Nó thổi lồng lộng luôn, thổi xoắn hết vào, cuộn hết vào. Thì không biết là ở phía trên cao trên kia mọi người lượn ở trên đó và cái gió lộng như thế thì chắc là rất là mỏi tay đấy. Được bay lượn trên bầu trời cũng là một cái gì đó thật sự là rất tuyệt. Gió thổi gió lộng quá, mọi người bay tít về phía hướng đằng trên quả đồi trên phía đằng kia rất là đông. Tuyệt vời luôn. Nguy hiểm thật. Không hề đơn giản. Trò chơi rất là mạo hiểm. Chỉ cần mình khi mà mình xuất phát mà lỡ có xảy ra chuyện gì là thể ảnh hưởng đến tính mạng của mình luôn. Quá nguy hiểm. Vâng, có thể thấy trên bầu trời. Hôm nay có thể có đến hàng vài trăm vận động viên, đến hàng nghìn vận động viên luôn. Buổi sáng thì cũng rất là nhiều rồi. Đó, vận động viên bay lượn trên bầu trời. Quá là tuyệt vời. Phía sau mình này thì khán giả cũng rất là đông, rất là đông luôn. Mình sẽ chạy ra khu vực này để mọi người có vẻ sẽ nhìn thấy rõ hơn. Chỗ này toàn là đá. Lớp trên thì cỏ, lớp dưới đá, rất là nguy hiểm. Trên bầu trời hàng trăm vận động viên đang bay lượn. Gió đẩy bay tít về hướng phía đằng này luôn. Không có gió thì không thể bay được. Nhưng mà khi có gió thì gió rất là mạnh. Rất là nguy hiểm. Thank you.
chiều thì trời cũng đã quang đi rất là nhiều rồi. Quang đi rất nhiều. Dưới kia là một thung lũng. Thung lũng dưới kia thì tuyệt vời luôn. Ngắm nhìn phong cảnh ở trên này, nhìn xuống phía dưới. Đẹp dã man. Được bay lượn trên bầu trời kiểu tự do ấy, tự do giống như loài chim ấy. Về nhỉ. Thế là chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác, bởi vì là nếu mà mình còn ở đây thì có lẽ là mình phải đến chiều mất, vì căn bản là giải đấu này sẽ diễn ra xuyên suốt cả một ngày. Từ sáng cho đến tận 4-5 giờ chiều. Vậy nên có lẽ chúng ta sẽ đi khám phá thêm một vài điểm nữa nhé. Khu này là khu kéo co đẩy gậy các bạn. Mấy cậu kìa. Mấy em gọn giặt đi nhá. Nhất là đừng có vận, đừng có khán giả nào chạm vào dây để chạm dây là túi ra ngoài đây, lùi ngoài đây. Tại thì bắn cung bắn nỏ thì các bạn mình chưa tìm thấy, không biết là đó sẽ diễn ra ở khu vực nào. Mình đi tính từ đầu đến cuối rồi cũng chưa thấy cái sự kiện bắn cung bắn nỏ ở đâu cả. Không cho đó các trang phục dân tộc rất là đẹp, các trang phục dân tộc thì đây chơi cái này gặp đâu cả nó bông trong một xa kia tập lực lúc chưa có vào để cùng nhé. Các bạn có thể thấy chiếc cổng rất là đẹp. Nhà này thì giống nhà Trình Tường ở bên Hà Giang ấy, ở chỗ phố cáo. Bức tường rất là dày cỡ 40 phân ạ. Đó là máy nói tôn cột gỗ. Khu vực phía dưới này thì là các nhà văn hóa của các dân tộc địa phương ở đây. Nhiều các trò chơi 1x1 x 2.
Chúng ta sẽ có không gian văn hóa dân tộc Kinh rất sâu sắc và đẹp. Hãy tìm chạm chéo thịt trâu gác bếp, thịt trâu sấy. Thì có lẽ là mình xin phép được kết thúc video tại đây. Mong rằng khi có cơ hội các bạn sẽ tới nơi này. Nơi này là một nơi hoàn toàn có thể đến để trải nghiệm và gọi là khu du lịch chữa lành cho tâm hồn, chữa lành cho cơ thể và chữa lành cho tinh thần của chúng ta. Vậy nên là khi mà tới đây, dù bạn có phải trải qua chuyện gì chăng nữa, thì tâm hồn và tinh thần của bạn sẽ được sốc lại một cách nhanh nhất và trong sạch nhất. 20.000 đồng là một viên. Ôi, thì giao thì mài sắp qua sắp chịu không nổi. Quả wow. Giọng mài dao không thể lạc đi đâu được. Và rất là mong các bạn sẽ ủng hộ mình bằng một like, một subscribe để có thể khám phá về ẩm thực hay những nét văn hóa Tây Bắc nhé. Với sang hàng kem khoái của chúng tôi thưởng thức vị kem khoái Hàn Quốc. Kem khoái Hàn Quốc tươi ngon, xin kính mời các con bự cho bác trân trọng kính mời. Hai hai bác thợ điện chơi từ đầu xóm đến cuối xóm không bỏ một trò nào. Thế mới hay chứ. Mọi người vẫn đang đến đây rất là đông, rất đông luôn. Yeah.